Rồi em xin mến chào tất cả cô chú anh chị em và các bạn ha. Thì hôm nay em xin giao lưu với anh chị em là cây con nha anh chị em, cây giống ha. Cây giống cây con nha. Thì nó cũng đủ loại giống nha. Hôm nay em giao lưu cây giống nha. Đây cái mặt hoa nó đây ha. Thì cái này là kêu là cây sọc ha. Vàng sọc quýt. Đó, màu sọc rất là đẹp ha. Thì hôm nay em xin giao lưu với anh em một số cây giống. À, đây để em quay qua bên cây giống nha. Đây cây giống nằm ở đây nha. Cái này là vàng vàng son. Anh em kêu vàng son ha. Rồi đây em mục đích của em là giao lưu để bán cây giống nha anh chị ơi. Ủng hộ bên em một số cây giống nha anh chị. Thì hiện tại thì ở đây là Mỹ Cam. Đây là giống Mỹ Cam ha. Nói chung thì giống Mỹ Cam này là em làm cách đây khoảng 6 tháng trước nha anh chị. Thì cốt cành của nó khoảng ngón tay út ha. Ngón tay út cỡ điếu thuốc hoặc là có gốc thì bằng tay cái luôn nha anh chị. Cũng còn số lượng rất là nhiều. Mỹ Cam hết luôn nha anh chị ơi. Đây dài lắm ha. Số lượng cũng rất là lớn nha. Thì cây này cũng như tỷ dụ như cây này đi ha. Thì cây này thì chiều cao nó tầm khoảng trên một thước ha. Cái gốc thì cỡ bằng tay cái rồi nha. Em bán cây giống nha anh chị. Nè đo nè. Một gang nè. Hai gang nè. 3 gang nè, 4 gang ha, nó tầm khoảng 80 đến 1 thước hết nha anh chị ơi. Nói chung là dao động khoảng 80 đến 1 thước, 60 đến 1 thước đi cho nó an toàn ha. Đó. Mỹ Cam hết nha. Đây, mặt hoa nó đây ha. Mỹ Cam nha cô chú anh chị. Thì ở đây em giao lưu với anh chị em là em đi đơn là 10 cây, 10 cây giống ha. Thì mỗi một cây như vậy thì em tính cho cô chú anh chị là 30 ngàn nha, em bao ship luôn nha anh chị. Em bao ship toàn quốc nha. 30 ngàn một cây ha. Là cũng như 10 cây là 300k. Thì em đi một đơn là 300k ha. Là 10 cây. Từ 10 cây ăn lên nha anh chị ơi. Thì giá của nó là 300k em bao ship toàn quốc nha. Đi đơn là 10 cây. Một cây là 30k nha. 30k bao gồm luôn cả phí ship nha anh chị. Em bao ship toàn quốc cho anh chị luôn nha. Còn rất là nhiều nha. Cái này là Mỹ Cam giống nha cô chú anh chị. Đây. Số lượng rất là lớn ha. Thì em giao lưu với anh chị là 30k một cây mà đi đơn là 10 cây trở lên nha. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Mỹ Cam. Rồi. Kế tiếp là vàng sọc nha anh chị. Cái này là đơn giống này là giống vàng sọc quýt ha. Thì cái này là cây giống nha. Chiều cao của cây giống vàng sọc quýt này thì nó được một gang tay em ha. Đây có mặt hoa ha, cái mặt hoa nó mới nở thì nó không có được sọc dữ nha, có nghĩa là khi nó già lại là nó lên đỏ luôn nha anh chị em. Đó khoảng một gang tay em ha, cây giống vàng sọc nha. Thì em giao lưu với cô chú anh chị là mỗi một cây vàng sọc như thế này là 200k một cây, mà em đi đơn là từ 5 cây nha, 5 cây em bao ship toàn quốc. Đó thì 200k một cây khoảng một gang tay em ha. Số lượng cũng ít nha cô chú anh chị ơi, số lượng cái này không có nhiều nha, số lượng ít. Rồi cái tiếp theo là cây này là cây vàng hường có sọc. Đó. Vàng hường mà đều nó có sọc nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị để ý ha. Vàng hường có sọc nha. Đây cho xem mặt hoa lại ha.